Xin chào các bác. Ôi giời, nói thật các bác này, bác Lao hôm nay mà chốt được quả này thì đúng là hết nước chấm luôn. Còn bác Lao mà chốt trượt thì tiếc, còn là tiếc tiếc đứt ruột luôn các bạn. Hàng đấu mạng các bác nhá, hàng đấu mạng chưa sử dụng. Con này thiếu đúng một cái hộp rồi các bạn, thiếu đúng một cái hộp cắt tông thì nó là con hàng mới. Đây các bác nhìn này, đẹp còn là đẹp không tì vết luôn, đến ngọc còn phải có vết đúng không ạ? Nhưng mà con này tìm được cái vết của nó thì hơi khó. Đây, siêu phẩm các bạn, vâng siêu phẩm MX33. Đấy, một trong những cái sản phẩm mà được rất là nhiều các bác ở trong giới âm thanh còn yêu thích. Yêu thích từ cái chất âm cho đến gì ạ? Cho đến cái hình thức của nó. Đấy, con này gần như là bản được nhiều người chơi nhất này các bác này. Đấy, nó là phân khúc dạ loa mini nhưng mà lại được nhiều người chơi nhất. Bởi vì sao ạ? Cái chất âm nó hay. Cái chất âm hay và lại gì ạ? Cái hình thức đẹp. Đấy. Nhiều người mê mẩn con này, nó là chỗ đó các bạn. Công suất của nó là 50W một chiếc, trở kháng là 6 ohm, tức là các bác có khoảng dạ 100W hai loa. Cầu loa thì là dạ bắp chuối trục đồng, à trục mạ vàng các bác nhá, bắp chuối trục mạ vàng xịn lắm. Đây em quay gần để các bác xem. Đây các bác nhìn này, cái bên ngoài kết cấu của nó là một cái loại lớp nhựa trong cao cấp, nhựa này các bác xoáy tẹt bô thoải mái luôn. Búa đập còn gọi là phải mấy phát nó mới vỡ được, chứ đừng nói là phải đập mạnh hết sức các bác nhá. Bởi vì cái nhựa nó là dòng nhựa cao cấp của hãng này. Đấy, người ta thiết kế màu trong như này để làm gì? Để các bác nhìn được cái chân mạ vàng bên trong. Đấy, nếu cái nhựa này nhá các bác nhá, là một cái loại nhựa đẻo thì các bác chỉ cần xoáy ra xoáy vào tầm khoảng 1 đến 2 lần thôi là gì ạ? Là nó trần gen rồi. Đấy, nhưng mà cái nhựa này các bác xoáy quanh năm ngày tháng, xoáy suốt ngày suốt đêm cũng được. Nhựa của nó là cao cấp mà nó rất cứng. Đấy thì đấy là về cái hình thức của nó các bạn. Còn về chất âm con này thì thực sự các bác em bán quá nhiều. Em chưa thấy một bác nào gọi là chê cái con này cả. Chỉ thấy khen thôi. Bát nó ấm, nó sâu, ánh nó đầm dã man các bạn. Nghe phê lắm. Tiền nào của ấy các bác bỏ ra những đồng tiền mà nó xứng đáng các bạn, chứ còn mua mấy con loa vi tính thì nói thật các bác không ăn thua. Đây. Đã chơi là phải chơi những em hoa hậu như này các bạn. Mất tiền nữa. Mất tiền là phải chơi như này. Bát của nó là bát chảo các bác nhá, nguyên zin 100% nhá, bát chảo nguyên zin nhá. Tép này các bác này, chép đom, dòng lón lụa rất là mềm. Đấy, nó là cái dòng lón lụa rất là mềm. Và bác nào chốt hôm nay em để kỷ niệm một đôi này. Bác nào chốt em để 1.190.000 các bác nhá. À em xin lỗi, 2.190.000. Đấy. Đang đọc nhầm cái con vừa quay cái con loa bé bé xong các bạn. Đấy, vừa quay một đôi loa nhỏ nhỏ này để cho bác khách bay làm loa trợ lời. Đấy nhá, giá nhá, chốt cuối cùng qua này. Em đã bán con này của nó là 2.500.000. Nhưng mà nếu hôm nay bác nào chốt em để kỷ niệm một con gì ạ, 2.190.000 cành các bác nhá, chỉ 2.190.000 thôi. Đấy là các bác có ngay một cặp siêu phẩm luôn. Con em bán quá nhiều rồi các bác nhá, gần như bác nào mê. Đây, kích thước để em đo luôn. Đấy, chỉ có gì ạ, 2.190.000 cành thôi là các bác có ngay cặp siêu phẩm này rồi. Hàng đấu mạng các bác nhà, đẹp long lanh cành đào luôn. Bát con này là bát tiêu chuẩn, bát 14 các bác nhà này. Bát tiêu chuẩn 14 này. Chiều cao của nó là 26, chiều rộng là 16 và chiều sâu là 22. Đấy, các bác nhìn theo cái thiết kế này. Đến cái chân căng này các bác nhá, cái chân căng này nó còn làm bằng kim loại này. Đấy. Rất là chắc chắn luôn, rất khó gãy. Rồi, bác nào chốt thì để em có video test bàn giao lại cho các bác, đảm bảo ba test từng trước lên ok. Sau đó bên em sẽ đóng hàng gửi hàng đi nhá. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.